con DVD Haska này nó đang bị nhiễu màn hình, nhưng mà nó chạy khoảng nửa tiếng thì nó lại khỏi. Trường hợp này có khả năng một tí nó có tụ ở đấy, nó bị lỗi, nó bị kém, cho nên khi nó chạy nóng lên thì nó lại chạy bình thường. Nên mình phải tìm ra được đúng cái con tụ đấy. Sau khi kiểm tra và sửa chữa thì con này nó bị chết một con tụ. Con tụ màn tụ lọc, nhưng mà nó không nằm màn hình mà nó nằm ở main. Thay con tụ đấy đi là được luôn. Thì sau khi chơi gầy nó đã chạy rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video.